Mới đây, Quốc hội đã ban hành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài, kế hoạch đầu tư công trung hạn từ 300.000 tỷ lên tối đa là 360.000 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn vay nước ngoài. Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, nghị quyết cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm. Nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, đảm bảo không tăng mức bộ chi của ngân sách địa phương hàng năm, triển khai tổng kết vào cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Về việc bổ sung danh mục các dự án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, nghị quyết nêu rõ, sử dụng 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn, ưu tiên bố trí cho các dự án quốc gia. Số còn lại sử dụng để thanh toán nợ giải phóng mặt bằng của một số dự án thuộc nghĩa vụ ngân sách trung ương và hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các dự án cấp bách cần triển khai ngay.